Suy niệm Chủ nhật thứ 13 thường niên năm B Bài của Linh Mục Joseph Tà Duy Tuyền Hãy bám vào Chúa Tôi mới nghe tin một người quen bị ung thư Tôi liền điện thoại hỏi thăm Người bạn đó bảo Bác sĩ Tây Y Đông Y đều bó tay rồi Bây giờ trong người đau nhức lắm Tôi chỉ mong ra đi sớm cho khỏi chịu sự đau đớn này Tôi nói với người bạn Còn nước còn tác Còn một hơi thở cũng đừng bỏ cuộc Là người khi tôi hữu Chúng ta còn có một phương dược kỳ diệu là Cậy dựa vào quyền năng chúa Hãy cầu nguyện và bám chặt vào ngài Dầu thế nào đi nữa Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình Có người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy dù tần thủy hoàng có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết, dù văn minh khoa học tiến bộ rồi cũng bất lực trước những bệnh tật khổ đau của con người, sự bế tắc trong sinh tử cho thấy con người không thể dựa vào khả năng của mình để thoát khỏi dòng sinh mệnh ấy, con người đạnh ngầm ngùi tiếc thương cho nhau khi gặp hoạn nạn gian nan, chúng ta vẫn thường nghe bác sĩ nói nhỏ với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Tôi rất tiếc vì không có thể làm gì hơn được nữa. Xem ra chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên mọi bệnh tật. Chỉ có Ngài mới cầm quyền sinh tử cho con người. Ông hội trưởng trong tin mừng Thánh Marco có lẽ đã từng vái tứ phương để tìm thầy chạy thuốc cho đứa con cưng của mình, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Chỉ khi ông gặp được Chúa đặt niềm tin nơi Chúa, con gái ông mới được cứu. Niềm tin vào Chúa đã được bù đắp bằng ơn lành Chúa ban theo ý ông xin. Thế nhưng đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc băn khoăn. Tại sao Chúa nhận lời người này mà lại không nhận lời người kia? Tại sao giữa dòng đời có người vui và có người buồn? Có người khỏe mạnh, có người ốm đau, có những người cả cuộc đời sống trong lụa là gấm vóc có những người lại cơ cực lầm than có người được yêu thương có người bị khinh chê rùng bỏ có người hạnh phúc có người bất hạnh phải chăng thiên chúa yêu thương người này và ghét bỏ người kia chắc chắn là không vì thiên chúa là cha nhân từ ngài yêu thương mọi loài mà ngài đã tạo dựng nên Hoa cỏ đồng nội muôn thú muôn loài đều được ngài chăm sóc hướng chi con người sự giữ không phải do thiên chúa mang đến sự giữ là thế lực thù nghịch với thiên chúa ma quỷ luôn tìm cách phá hủy công trình của chúa trong đó công trình vĩ đại nhất mà thiên chúa đã làm nên đó là tạo dựng con người giống hình ảnh thiên chúa Chính vì điểm này mà Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người dùng tự do để quy phục Thiên Chúa thay vì quay lưng lại với Ngài. Con người có tự do để hành xử, theo Chúa để chống lại sự giữ, để sống văn phục theo Thánh Ý Chúa. Khi con người sử dụng tự do để sống theo Thánh Ý Chúa là lúc con người chấp nhận những thử thách khó khăn trong cuộc đời. Với một niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai trung tín theo Ngài. Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang, dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến chúng ta dễ thất vọng về những gì đang diễn ra trong cuộc đời. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy chạy đến cùng Thiên Chúa, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho dân Ngài. Ước gì chúng ta có đủ đức tin để chạy đến kêu cầu Chúa chữa lành khi gặp những tai ương hoạn nạn. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào Chúa, dẫu cuộc đời vẫn còn đó những phong ba, gió bụi cuộc đời. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Diêu Tuyền